Jin đi tắm. Con trai đúng không? Chị quyết định là sẽ tô màu hồng cho nó nam tính. Chị Cà Chua xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình Vui Cùng Cun. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những món đồ vô cùng dễ thương mà bằng thủ công nha, với những nguyên liệu rất là đơn giản và gần gũi luôn. Nào, hãy cùng chị Cà Chua dành ra 10 phút mỗi ngày để vui cùng Cun nhé. Ta-da! Đầu tiên chị Cà Chua sẽ làm bức tranh khinh khí cầu bằng nút áo này các em. Nguyên liệu thì rất đơn giản luôn. Tất nhiên là chúng ta sẽ có nút áo. Đây chỉ có nút to, nút nhỏ và 7 sắc cầu vồng luôn ha. Tiếp theo là một tờ giấy màu trắng nhỏ nhỏ, đây là tờ giấy A5. Và một tờ giấy to to, tờ giấy A4 nha. Hai tờ giấy này nhớ là khác màu nha các em. Đây, chị chuẩn bị màu trắng và màu xanh. Nếu như bạn nào mà thích những màu khác thì cứ làm thoải mái ha. Kế đến chị có một cái này thì chúng ta có thể dùng sợi chỉ hoặc là dây thừng cũng được, miễn sao là nó sẽ trở thành một cái giống như một cái chùm bong bóng, và cái này là cái dây để níu cái bong bóng lại ha. Đây là keo để dán. Phía bên này chị có những sticker, đây rất là nhiều luôn và rất là dễ thương luôn. Đây là sticker Cun Việc Tốt nhé. Chúng ta bắt đầu ngay thôi. Trước hết chị dán tờ giấy nhỏ vào tờ giấy lớn. Tiếp theo chị sẽ vẽ một ô cửa sổ ở đây. Mình tô xong thì hãy tô màu căn nhà theo ý thích của mình. Các em có thể tự do sáng tạo nè. Chị đã cắt sợi dây thành những đoạn ngắn như thế này và gắn vào đây ha. Và bây giờ sẽ là lúc mình sử dụng những chiếc nút đầy màu sắc xinh đẹp này. Mình sẽ xếp thành hình của và quả khinh khí cầu nha. Nếu như các em có bộ dụng cụ học tập Cun thì hãy lấy cái sticker này ra để trang trí cho đẹp nhé.
Tên tên tên, các em xem nè, chị đã hoàn thành xong bức tranh khinh khí cầu rồi. Phía trên này sẽ là một chiếc khinh khí cầu thật là lớn, bằng rất là nhiều nút áo như hồi nãy chị đã cho chúng ta xem rồi ha. Còn xung quanh này sẽ là những sticker ở trong bộ dụng cụ học tập Cool. Chúng ta hãy sưu tầm thẻ để được bộ dụng cụ học tập Cool nhé. Ở giữa thì chị sẽ dán một cái hình gia đình nhân nhân siêu phàm Cool làm việc tốt. Xung quanh sẽ là giống như là một ngôi nhà bảy sắc cầu vồng, hoặc chúng ta cũng có thể hiểu là một ô cửa sổ cũng được ha. Ở đây sẽ là những cái sợi dây để buộc cái khinh khí cầu này. Và các em nhận xét thế nào về bức tranh khinh khí cầu này? Hãy chấm điểm cho nó nhé. Các em ơi, trước khi bước vào trò thứ hai thì cho chị Cà Chua xin 5 giây quảng cáo nha. Khi mà chúng ta mua sữa túi Cool siêu phàm thì chúng ta sẽ có 100% cơ hội trúng thưởng, ví dụ như là tiền mặt. Và nếu như không có tiền mặt thì chắc chắn là sẽ có một cái thẻ để chúng ta cào ra những cái phần quà hấp dẫn. Và hấp dẫn nhất là một chiếc tủ lạnh. Wow. Và bao lì xì như thế này nha các em. Nhớ săn những bao lì xì này, vừa đẹp vừa có quà. Ý quên, ở cuối video này chúng ta sẽ có mini game, nhớ xem hết nha các em. Và bức tranh thứ hai chị sẽ làm là bức tranh Shin đi tắm. Nhân vật hoạt hình Shin là chắc chắn là rất là nhiều em biết rồi đúng không nào? Chị rất là thích chuyện Shin luôn á, các em có thích không? Các bạn thấy không? Bạn Shin đang ở trong nhà tắm, chuẩn bị đi tắm. Nhưng mà bạn ấy thiếu gì các em biết không? Đây, bạn ấy sẽ thiếu một chiếc khăn tắm. Và chị đã vẽ chiếc khăn tắm ở đây rồi. Bây giờ chị sẽ tô màu cho chiếc khăn tắm này. Con trai đúng không? Chị quyết định là sẽ tô màu hồng cho nó nam tính. Nếu như bạn nào mà sử dụng kéo không quen thì có thể nhờ sự trợ giúp của người lớn nhé. Kem nhận ra không? Đây chính là đôi tay của Shin, còn đây là chiếc khăn tắm màu hồng nam tính. Chị sẽ cắt đôi chỗ này ra. Và phía sau chị sẽ dùng một miếng băng dính cố định hai phần này lại với nhau. Hồi nãy mình cắt đôi đúng không? Bây giờ mình sẽ cố định lại với nhau. Và ở đây chị có một cái dụng cụ hỗ trợ. Đây này các em, chị đã chuẩn bị sẵn. Đây giống như là một cái nẹp vậy đó. Chị sẽ ghim vào đây nha. Tên tên, bây giờ mình sẽ thử nha. Thử cử động cái tay của bạn Shin. Thử xem là cái khăn tắm này có chạy qua chạy lại hay không. 2, 3. Đó, các em thấy không? Đây, bạn Shin đang dùng chiếc khăn chà chà phía sau cổ, sau lưng của mình đấy. Dễ thương không? Dễ thương không? Nó cử động này các em. Đó, các em thấy rõ không? Ta-da! Dễ thương quá à. Bạn Shin này đã có một chiếc khăn màu hồng thật là nam tính. Tắm chắc chắn sẽ rất là thoải khoái đây đúng không? Các em thấy không? Nhờ có hai chiếc nẹp hai bên cố định thì cái chiếc khăn tắm của chúng ta mới có thể chạy qua chạy lại. Hai cánh tay của bạn Shin có thể cử động. Nhưng mà nếu như các em không mua được chiếc nẹp này thì không biết là dùng cái gì để cố định ha. Bạn nào có ý kiến gì không nhớ để lại dưới bình luận cho chị nha. Đây, dễ thương chưa? Hai trò chơi vừa rồi có thú vị và hấp dẫn không? Các em nhớ để lại dưới bình luận cho chị nhé. Và các em nhớ thực hiện nó ở nhà nha. Dành 10 phút mỗi ngày để vui cùng Cool cùng chị Cà Chua nhé. Bây giờ sẽ là phần mini game. Hãy điền vào chỗ trống. Các em nhìn kỹ câu hỏi chưa? Điền vào chỗ trống.
ghi lại đáp án dưới phần bình luận nha. Và ba bạn may mắn nhất, đáp đúng nhất thì sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn từ Kun. Chúc tất cả các em may mắn. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em trong những video sau. Thùng Kun sang quà Tết kết yêu thương ngay thôi. Trong mỗi thùng khuyến mãi Tết của Kun túi, Kun chai và lip bắp sẽ có bao lì xì 100% cơ hội trúng thưởng. Nhận được lì xì sung túc trước đề già một túi lạnh Aqua. Nhận được lì xì nhiều niềm vui đổi một phao hồ bơi bào ngu dễ thương. Nhận lì xì năm mới nhiều sức khỏe đổi một đôi giày thể thao Kun siêu ngầu. Nhận lì xì năm mới như ý có ngày một thẻ quyền năng như ý tích thu đổi ngàn quà Kun cực chất, hàng ngàn giải thưởng tiền mặt cực hấp dẫn. Chương trình bắt đầu từ 15 tháng 11 năm 2021 đến 31 tháng 3 năm 2022.